Có ai có câu hỏi gì không? Tâm tư nguyện vọng gì thể thổ lộ không? Muốn giàu thì phải cày banh xác, không phải thế. Muốn giàu thì phải cày banh xác, không phải thế. Người ta nói là nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy. Bây giờ mình mà làm như người ta về thời gian 8 tiếng thì mình cũng có thu nhập giống người ta thôi. Mà mình có muốn có thu nhập gấp đôi, gấp ba, gấp năm lần người ta thì mình phải làm nhiều hơn về thời gian, nhanh hơn về thời gian, chất lượng hơn về mặt công việc, khác đi về mặt cách thức thì mình sẽ có kết quả tốt nha. Chứ còn banh xác thì chưa. À, bây giờ xem nào, chốt đại lý nào. Vừa đây có mấy bạn hỏi làm thế nào để chốt đại lý, đúng không ạ? Người ta cần suy nghĩ, đúng không? Rồi, người ta cần suy nghĩ. Làm không kể ngày đêm, không làm đòi giàu, làm gì có phải không? Hương xinh xắn, nay có khách tự tìm đến em hỏi hỏi cách bán hàng mà em tư vấn không đổ. Rồi, em tư vấn không đổ. Ok nhá, bây giờ như này. Có khách tự tìm đến em hỏi cách bán hàng mà em tư vấn không đổ, trả lời luôn trường hợp của Hương xinh xắn. Thứ nhất nha, người ta tự tìm đến mình là khách, người ta cũng là khách rất tiềm năng rồi, rất tiềm năng rồi, nhớ, rất tiềm năng. Thứ hai là người ta tìm đến mình trò chuyện với người ta không có nghĩa là mình sẽ chốt được ngay lập tức. Các bạn đừng cho rằng mình không chốt được ngay lập tức có nghĩa là thất bại, có nghĩa là mình thua kém, có nghĩa là mình kém cỏi. Cái việc người ta chốt ngay hay không nó phụ thuộc vào việc người ta có nhu cầu dành cho cái sản phẩm đó, người ta có sẵn tài chính hay không, và vấn đề của người ta có nhức nhối hay không. Ba yếu tố: nhu cầu, tài chính và sự nhức nhối. Ví dụ ngày hôm nay tôi đang ở cơ công ty, có một cuộc gọi của bên FPT gọi đến nói là lắp cái đầu gọi là đầu 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 xem tivi ấy, gọi là đầu truyền hình cáp ấy. Thế thì tôi đồng ý ngay, tôi đồng ý ngay. Thế các bạn nghĩ là nhà tôi không có truyền hình cáp à? Nhà tôi có truyền hình cáp. Thế nhưng mà thực ra hiện nay 2 tháng trở lại đây tôi rất ghét cái thằng VTV cáp. VTV cáp nó cắt hết cái kênh tôi thích rồi. Tôi đang muốn tìm cái đơn vị khác để cung cấp nhưng bận quá, chưa đi tìm, chưa đi hỏi cũng thế, nó cũng không cấp thiết, chưa tìm. Thế tự dưng cái thằng này, thằng sale này này, nó gọi điện, nó bảo anh ơi, bọn em lắp cái này miễn phí, rồi anh đóng tiền cước thôi, mỗi tháng hết từng này tiền, anh đóng 1 năm thì được tặng thêm 3 tháng là 15 tháng, phí có 1 triệu cho 1 năm thôi, anh được tặng cái đầu vân vân. Anh có rất nhiều kênh, nhiều kênh hơn thế này thế kia. Mình bảo, ok, anh lắp luôn. Anh lắp luôn. Có mấy lý do tôi lắp ngay lập tức. Thứ nhất, 2 tháng nay tôi rất bức xúc với cái dịch vụ VTV cáp tôi đang dùng. Nó cắt những cái kênh tôi thích. Tôi đi làm về muộn, tôi thường xem khoảng độ 1 tiếng hoặc 30 phút trước khi đi ngủ. Tôi rất là thích xem phim. Sở thích của tôi là như vậy. Bạn đừng có hỏi là tại sao, đúng không ạ? Nhu cầu mà. Tôi rất thích xem phim. Nhưng mà nó cắt hết trừ đi cái kênh tôi thích rồi. Thế tôi rất là ghét nó. Đấy, thứ hai nữa là tiền. Thì tôi lại rất sẵn. Không phải là tôi sẵn theo kiểu là tôi nhiều tiền, mà mấy hôm nay, đúng không ạ? Tôi đều có doanh số tốt. À, cứ mỗi ngày tự dưng học viên người ta chuyển vài triệu, có người chuyển 50 triệu, có người chuyển chục triệu, có người chuyển 3 triệu, có người chuyển hơn 1 triệu. Thế là ngày nào tôi cũng có một cái khoản thu nhập. Một tuần nay ngày nào tôi cũng có những khoản thu nhập rất là tốt. Nó cứ đến. Tôi mua thêm độ 1,5 triệu, 2 triệu một cái dịch vụ đấy. Không có vấn đề gì. Thế là nó lại tự vác xác đến nó lắp đặt các thứ cho mình. Xong. Thế nhưng mà vẫn thằng đấy, vẫn dịch vụ đấy. Tôi rất hài lòng với VTV Cap thì nó sẽ nhận được câu trả lời là anh không có nhu cầu, cúp máy. Đúng không Hương?
Vào spa quyền chân rồi, ok. Vào spa em tư vấn buổi đầu không lăn tăn hở, xem like tự nhắn tin chốt đơn không phải tư vấn thêm. Em học thầy 1 tháng chốt tốt hơn rồi, Hương. Rồi, chúc mừng Hương Nguyễn. Em tư vấn buổi đầu không lăn tăn hờ hững. À, sau khi xem livestream của thầy, em tự nhắn tin chốt đơn luôn, không phải tư vấn thêm. Em học thầy 1 tháng chốt đơn tốt hơn rồi. Chúc mừng em. Chúc mừng. Như vậy là công sức của tôi có kết quả. Ừ, tốt. Tôi chỉ đang muốn giải thích. Từ từ nha, mọi người đừng đặt câu hỏi vội. Tôi chỉ đang muốn giải thích cho bạn Hương xinh xắn để bạn hiểu rằng là không phải người ta tìm đến mình là đã trở thành khách hàng ngay đâu. Tất nhiên người ta tìm đến mình như thế là đấy là khách rất tiềm năng và mình không được buông tay nha. À, nó có cái bài là buông đôi tay em ra, thì trong trường hợp này phải hát cái bài là không được buông tay em ra. Đó. Không buông tay, phải bám đuổi, phải có chiến thuật nha. Ngày hôm sau lại vào tỷ T, ngày hôm sau nữa lại vào tỷ T. Và thứ hai, bản thân em là phải kỹ năng về sale và tư vấn, khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân phải tốt. Mình nói một câu cái là nó có sức mạnh. Phải đặt câu hỏi trước khi tư vấn nha. Bây giờ đây kinh nghiệm tư vấn của thầy nhá. Học viên nó vào nó hỏi: thưa thầy, là em đang kinh doanh cái này cái kia, em chạy quảng cáo nó không tốt, hay em muốn làm online online gì gì đó. Thế thì cái câu chuyện là gì? Cái câu chuyện đây là mình tiếp tục trò chuyện, tiếp tục tư vấn, đúng không? Mình phải giải tỏa được hết các câu hỏi băn khoăn trong đầu người ta. Ví dụ như là bao giờ họ cũng băn khoăn là làm thì liệu có làm được không, sản phẩm có tốt không, bán thì làm thế nào để bán cho ai, bán ở đâu, nếu không bán được thì sao. Hãy đặt hết câu hỏi đấy ra, kể cả họ không hỏi nhé, nói luôn cho họ từ đầu đến cuối, họ sẽ hiểu, họ sẽ thông, họ sẽ chốt. Phải hỏi họ hết. Ví dụ bao giờ thầy cũng phải hỏi: thế em làm gì, sản phẩm của em là gì, đâu, thế fanpage của em đâu, đưa thầy xem, web đâu, đưa thầy xem, em làm nào. Bắt đầu mình vào mình lượn mình xem, xong mình quay ra mình nói là em sai ở chỗ này, em sai ở chỗ kia nha, em cần phải làm cái này, em cần cái kia. Thì mình phải xem, mình bắt bệnh bắt mạch, mình chỉ cho người ta sai này thì người ta mới tin mình chứ. Lúc đấy mình mới bắt đầu đưa giải pháp: đây em học bộ này, em học bộ kia, cách thức học như này, cách thức tư vấn như này, thế thôi. Thế nhưng mà em không đồng ý hay là em có đồng ý thì đấy là quyền quyết định của em. Nhưng mà nhìn chung tỷ lệ chốt cũng không bao giờ được 100% đâu. Chốt 70-80% là tuyệt vời rồi nhá. Tỷ T đúng không? Tỷ T là gì? Tỷ T là trang bon này, em làm trang bon, em nói chị nghe, em làm trang bon 2 năm nay rồi. Thu nhập cũng rất là khá. Mỗi tháng em kiếm thêm được khoảng 10 triệu. Mà công ty chính sách rất là tốt, chiết khấu cao. Thế rồi sản phẩm thì em bán 2 năm rồi, khách hàng rất là hài lòng. Tuy nhiên thì cũng có những cái nhược điểm, sản phẩm cũng có nhược điểm là chưa được PR quảng bá một cách rộng rãi. Nhưng mà khách hàng thì họ tự tìm đến sản phẩm rất nhiều và họ tái mua rất là tốt. Chưa kể đến thì công ty lại có chị Trang rất là xinh, rất là giỏi. Rồi thì công ty thì có thầy Phan Anh cũng rất là đẹp trai, cũng rất là tài năng đúng không ạ? Thầy thì thường xuyên vào live stream hỗ trợ bọn em rất nhiều. Trước em cũng bán không tốt đâu, nhưng bây giờ thì em bán tốt và em rất là tự tin vì sản phẩm rất tốt, có chứng nhận đầy đủ, chính sách của công ty rõ ràng, chiết khấu cao. Thế rồi thì được đào tạo bán hàng, em giờ em rất là tự tin. Và em tin rằng là nếu mà chị mà theo em, chị mà làm đại lý của em thì em sẽ hỗ trợ chị rất nhiều, và đội nhóm của thương hiệu Trang Bon sẽ hỗ trợ chị. Mà cụ thể là gì? Đây, em sẽ hỗ trợ chị 1, 2, 3, 4, 5 nha. Quyền lợi của chị là 1, 2, 3, 4, 5. À, thế thì chị lo cái gì? Về rủi ro nhá, em nói cho chị luôn.
rủi ro nhập hàng, chị nhập mấy triệu lỗ làm sao được, cùng lắm giả sử mà chị không bán được đi, tình huống xấu nhất đi, không bán được công ty nhập lại, hoặc là chị sử dụng sản phẩm cũng có làm sao đâu, đúng không? Chẳng ai vỡ nợ, chẳng ai phá sản vì nhập 5 triệu 10 triệu tiền hàng. Thế nhưng mà rất nhiều người là giàu có nên thay đổi cuộc sống của mình nhờ cái 5 triệu 10 triệu nhập hàng đấy. Đó. Cứ từ từ, cứ từ từ như thế. Thế rồi thì vào Facebook và Zalo của người ta đăng cái hình lên, người ta chia sẻ một câu chuyện, vào comment qua lại, tìm điểm chung, khen đấy, tạo ra cái thiện cảm, tạo ra cái tư duy tích cực. Thế là mình sẽ dần dần mình người ta sẽ tỉ tê với mình. À, Nguyễn Thị Quyền Trân, Trần Quyên, Quyền Trân, Trần Quyên. Thích cái câu thầy đẹp trai. Cái này thì nó là hiển nhiên rồi, mình không cần phải tranh cãi. Quyền Trân nhé, khi mà cả thế giới khẳng định thì mình không thể nào tranh cãi lại được cái chuyện đấy em ạ. Tốt nhất là mình đồng ý theo. Em cứ dần dần nhá, em phải nói em thành công như thế nào, em sẽ giúp được họ như thế nào. Rồi họ vẫn chưa làm được nữa. Họ Em tư vấn nhiều lần này họ vẫn chưa làm được, thì em lại tác họ vào chỗ thầy. Đấy, theo dõi thầy ở đây này, thầy của em đây này, thầy rất là giỏi. Thế là nó mới lướt 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 Facebook, nó xem nào, ôi đúng là ông này được thật, mà ông này ông mà dạy thì rất là tuyệt vời, ok này nọ. Có hiểu vấn đề không? Mình trong trong kinh ngập sale mà tôi dạy, nó gọi là mượn lực. Có một video dạy về điều đấy, mượn lực. Bạn không chốt được, bạn đẩy sang cho sếp trang bon chốt, bạn đẩy sang cho thầy chốt. Mà chốt được thì đại lý là của bạn, nó có phải đại lý của thầy đâu. Thầy có lấy đồng nào của bạn đâu, đúng không? Mơ Nguyễn, em thấy thầy xấu hoắc. Ừ. Ok, không sao. Gu của mỗi người là khác nhau, đúng không? Ừ. Mình tin rằng là gu của mơ là sẽ phải toàn lại siêu sao. Cho nên là cái loại chỉ hơi hơi đẹp trai như mình thôi là Mơ Nguyễn không thích. Ừ. Có nhiều cách để chốt em ạ. Nhưng mà nhớ rằng, hãy nhớ rằng khách mà đã gọi đến mình là rất tiềm năng. Mình làm phải nhanh, phải khéo, phải tinh tế, phải rủ dê đeo bám. Còn nếu mà mình lại làm quyết liệt quá, gấp quá, muốn chốt sale ngay quá thì có thể mình lại bị mất khách đấy. Nghe chưa? Thầy nhận kết bạn với em đi. Về kết bạn nhá, mình hết chỗ rồi nên là mọi người theo dõi đi. Mọi người theo dõi và đặt cái chế độ là xem đầu tiên đấy, see first đấy nhá. Tại bây giờ nó hết chỗ rồi, làm gì còn chỗ nữa. 20.000 theo dõi, 5.000 bạn là 25.000. Mọi người phải theo dõi thôi. Mọi người cứ tác bạn vào, tác đại lý vào đây, thầy em đây. Video thầy em livestream đây hay lắm. Khóa học thầy em cấp đây, trời ơi tuyệt vời. Ông mặt dời thế thì nó mới theo mình chứ. Lại bảo chị ơi, em nói thật với chị, làm trang bon tháng em bán được triệu bạc ế lắm, bán mất bao thời gian, ông thầy ông ấy dạy thì chả ra cái gì cả, em thì bận búa lô xua cho chồng ti con ti suốt cả ngày, chả có thời gian bán gì cả, thế thì làm sao mà nó chốt được sale, đúng không? Nó chốt sale nó phải hừng hực lên, cảm giác như là nó mà không làm với mình nó ngu cả một cuộc đời, nó mất đi một cơ hội lớn lao trong một cuộc đời nó đấy. Nói chung là gì, phải xem nhanh khẩn trương chương trình King of Sale của Phan Anh đi. Ok, bây giờ như này, tất cả các câu hỏi của các bạn nhá, tất cả các câu hỏi của các bạn cứ viết ra tờ giấy, hay là viết ra sổ, hay là viết ra nốt trong điện thoại, ok nhá. Một người có 5 câu cũng được, 10 câu cũng được, 20 câu cũng được nhá. Sau đó các bạn đăng lên trên group, tôi sẽ viết một cái status là chỗ này là để dành cho các câu hỏi. Thì các bạn có câu hỏi, có bao nhiêu câu hỏi các bạn cứ đổ vào đấy. Sau đó thì trợ lý của chị Trang Bon xinh đẹp sẽ tổng hợp lại và gửi cho tôi. Thế là tôi sẽ lên tôi trả lời bằng comment, bằng voice message. Những hôm tôi livestream tôi trả lời nó mới nhanh và hiệu quả. Ok chưa?
Em hỏi thầy một câu hai lần rồi. Quyền chân. Cách thuyết phục để đưa sản phẩm vào spa nhà thuốc. Rồi sẽ trả lời câu hỏi đấy của Quyền chân xong thì chúng ta sẽ nghỉ nhá. Bên như này. Vấn đề tiếp theo là các bạn sẽ có bốn mươi mấy người đây này, các bạn sẽ đưa lại cái danh sách email của bốn mấy người này nhá. Đấy, các bạn đưa lại danh sách email đi. Sau đó thì các bạn sẽ để tôi sẽ cấp cho các bạn bộ khóa học tiếp theo. Tất nhiên là tuần sau tôi mới cấp để cho các bạn học hết King of Sale đi. Lưu ý này, King of Sale là tôi chỉ dành cho các bạn một tháng thôi. Nếu các bạn không học nhanh hết một tháng là các bạn sẽ bị khóa, là không được học nữa, không được học nữa, nó không cho truy cập nữa, nhớ chưa? Một tháng mà tôi nghĩ đến hôm nay có khi cũng 2 tuần mười mấy ngày rồi đấy, nếu không học nhanh cóng đít lên là sẽ mất đấy, nghe chưa? Rồi để tuần sau tôi sẽ cấp Facebook, tôi sẽ cấp những cái khóa học nữa rất là hay. Tiếp tục, bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của Quyền Trân, Trần Quyên. Thưa thầy, theo thầy thì vấn đề cách thuyết phục để đưa sản phẩm vào spa và nhà thuốc ạ? À? Trái tim hôn gió. Ok, đưa vào nhà thuốc, đưa vào spa thì với tư cách là một trình dược viên, đúng không? Các bạn sẽ thấy đưa vào nhà thuốc thì hệ thống danh sách nhà thuốc bây giờ rất nhiều, rất tốt nha. Thứ hai, spa cũng rất nhiều, rất tốt. Thế tuy nhiên thì spa hiện nay người ta thường có xu hướng sử dụng những sản phẩm có thương hiệu nước ngoài. Cái thương hiệu tên là Changbon thì thực sự nó là một sự kém lợi thế một chút so với những cái thương hiệu như là tiếng Anh, như là MAC hay là Chanel hay là Gucci hay là những cái thương hiệu tiếng Pháp, tiếng Đức gì đó rất nhiều. Lavender đúng không ạ? Hay là Aroma hay cái gì đó. Đấy, người Việt dù sao thì vẫn thích cái thương hiệu Tây hơn. Thì đó cũng là một cái nhược điểm. Tuy nhiên, đấy là nhược điểm. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn phải là mình thuyết phục, đúng không? Muốn thuyết phục được khách hàng thì mình phải hiểu họ muốn gì, chính sách bán hàng phải rõ ràng, hỗ trợ họ ra sao và thuyết phục họ nha. Tôi nói các bạn nghe, ngày xưa mà tôi đi làm sale ấy, ngày xưa mà tôi đi làm sale ấy, tôi cũng đi chào giày vào các shop bán giày, giống như các bạn là chào mỹ phẩm vào spa và chào thuốc vào nhà thuốc ấy. Gặp họ 10 lần, 20 lần họ mới chịu lấy nha. Có những người 10 lần, 20 lần vẫn không chịu lấy là chuyện bình thường. Thì cái việc mà đưa vào các spa các thứ ấy, thì các bạn cũng vẫn học kinh nghiệm sale giúp tôi. Bởi vì cái kinh nghiệm sale đấy với lại cái dành riêng cho cái chương trình đi làm sale offline. Sale offline là thế nào? Nha, bán hàng như thế, thứ nhất là phải có sản phẩm mẫu. Thứ hai, tức là gọi là bộ sale kit ấy. Các bạn sẽ xem video kênh kinh kinh nghiệm sale là sẽ có bộ sale kit sản phẩm này, catalog này, chứng nhận an toàn này, chính sách của đại lý này, và chiết khấu, chính sách đổi trả này, vân vân và vân vân, đúng không? Không, cái này là mình phải hiểu rõ, cái này mình phải hiểu rõ là về mặt thương hiệu là đại đa số là người Việt vẫn thích thương hiệu nước ngoài, không phải là do người ta sính hàng ngoại, mà bởi vì là đặc thù chúng ta dùng cái gì cũng của nước ngoài hết, đúng không? Ô tô cũng nước ngoài, xe máy cũng nước ngoài, điện thoại cũng nước ngoài, chuyện đấy rất là bình thường và chúng ta phải hiểu cái tâm lý đó. Tuy nhiên hàng Việt Nam thì cũng có những lợi thế, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đưa ra cái thương hiệu của chúng ta là đây ạ, sản xuất theo dây chuền, theo công nghệ, có chứng nhận, chứng nhất tất cả mọi thứ rất là an toàn và đã bán 3 năm nay trên thị trường, không có vấn đề gì cả, sản phẩm rất tốt, đúng không ạ? Kèm theo những cái chính sách, những cái thuyết phục. Bởi vì nhá, đi làm sale offline như này là cực kỳ khoai. Đấy, mình phải thuyết phục họ rất nhiều mà mình phải thừa nhận
những điểm yếu, mình phải thừa nhận những điểm mạnh, điểm yếu của mình và điểm mạnh của đối thủ. Sau đó mình lại phải tiếp tục khai thác những điểm mạnh của mình. Chứ không thể nào mình lờ đi một cái sự thật là khách hàng họ thích thương hiệu nước ngoài hơn. Như thế mình sẽ không thuyết phục được khách hàng đâu. Mình không thuyết phục được khách hàng đâu nhá. Thế nhưng mà đối với sản phẩm đưa vào spa, đúng không ạ? À, thì mình phải có những cái chính sách rất là linh hoạt. Và những chính sách này thì phải đề nghị công ty hỗ trợ thêm. Ví dụ như là mình ký gửi hàng mẫu. Đấy, thế rồi mình cho họ những chính sách đổi trả. Tôi giả sử như vậy thôi. À, rồi thì chính sách ký gửi, rồi chính sách nhập đơn hàng thử. Rất nhiều các cái trở ngại. Đơn hàng nhỏ để cho họ có thể đưa vào. Bản chất của câu chuyện là gì? Là mình phải thuyết phục được họ để cho họ đưa sản phẩm vào spa của họ để sử dụng. À, hoặc là mình sẽ đến mình tư vấn mà mình dùng cái sản phẩm đó, mình make up hoặc là mình làm cho họ để họ thấy, hoặc là mình làm trực tiếp cho mình để họ thấy. Bởi vì vấn đề về lòng tin của họ là rất thấp. Thứ hai nữa là vấn đề về thu nhập. Những cái đội làm spa thì họ sẽ muốn tìm những cái sản phẩm có lợi nhuận cao. Đấy. Nhà thuốc cũng như vậy các bạn ạ. Các nhà thuốc cũng như vậy. Nhà thuốc thì tôi nghĩ là việc tiếp cận nó cũng sẽ có đặc thù, tất cả đều có đặc thù, nhưng mà riêng đối với nhà thuốc thì họ quan tâm đến các công bố về mặt chất lượng nhiều hơn là yếu tố về thương hiệu. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc thuyết phục các nhà thuốc bằng những cái công bố về chất lượng của Bộ Y tế và những cái chứng chỉ chứng nhận, cộng với việc là mình làm cái chương trình sale, chính sách bán hàng hợp lý, và mình đi thuyết phục họ bằng những cái hình thức là có thể những cái bộ sản phẩm ký gửi, mình thuyết phục họ nhập một bộ sản phẩm thôi, và đến khi mà họ bán được thì cứ bảo họ gọi cho mình sẽ cung cấp hàng cho họ ít một. Thì đó là cách mà chúng ta có thể vào được, bởi vì chúng ta không phải là một thương hiệu lớn, chúng ta cũng không phải là một đại gia để chúng ta có thể thuyết phục mà ở cửa trên đối với họ. Hoặc là chúng ta cũng có thể là cho họ vay, cho họ nợ để họ làm. Đấy, cái đấy là cái mà các bạn cũng có thể lưu ý. Nhưng mà việc tổ chức sale, các bạn nên có cả cái đội ngũ về sale, tức là nhân viên bán hàng. Nhân viên này sẽ cầm hàng mẫu đi đến thuyết phục, đi chào hàng, có các catalog, các thứ đầy đủ. Và nhân viên sale này nếu là trực tiếp là các bạn đó thì là rất tốt. Còn nếu không mà các bạn phải đi thuê đội ngũ nhân viên sale thì tôi nghĩ rằng là các bạn cũng cần phải đào tạo kỹ về sản phẩm, đào tạo về khách hàng và đào tạo về chính sách bán hàng. Đấy, và đào tạo về kỹ năng sale. Đấy là bốn cái kỹ năng mà cần phải đào tạo cho nhân viên bán hàng để các bạn làm. Nhiều chỗ khách không có lòng tin hoặc không có vốn. Tôi hiểu cái điều đấy, bởi vì cái việc mà tôi đi sale, tôi biết ngày xưa tôi đi rất là vất vả. Chào họ 5 lần 7 lượt họ vẫn không đồng ý. Nhưng mà nói rồi, việc của khách hàng là việc từ chối, còn việc bán hàng là việc của mình. Mình vẫn tiếp tục kiên trì kiên nhẫn. Chị ơi, chị chỉ lấy thử cho em một đơn hàng thôi. Đấy, sau đó mình hỗ trợ họ để họ phát triển. Không có lòng tin thì mình phải minh chứng, tất cả đều phải minh chứng. Đây nhá. Đưa cái iPad, đưa cái điện thoại ra đây nhé. À, khách hàng của em này, chị A, chị B, chị C này, họ sử dụng này. Rất là tốt. Bọn em bán 3 năm nay rồi, không có vấn đề gì cả. Sản phẩm khách hàng rất hài lòng. Thế rồi thì ở đây giấy công bố về chất lượng đây. Bản thân em đây cũng đang sử dụng và chị nhìn thấy da rẻ của em rất là đẹp. Vân vân. Đó. Mình luôn gặp vấn đề nhé, bạn Kim Soan nhé. Ai cũng gặp vấn đề, bạn đừng nghĩ là phải là hàng xịn, phải là hàng có thương hiệu thì mới không có vấn đề. Mọi người đều có vấn đề. Làm bất động sản thì có vấn đề của bất động sản, làm ô tô thì có vấn đề của việc sale ô tô, bán xe máy thì có vấn đề của việc sale xe máy. Bởi vì người nào cũng gặp vấn đề này, tìm kiếm khách hàng, bán, làm sao bán được nhiều, lại muốn bán được nhiều hơn nữa. Tìm được một khách thì muốn tìm được 10 khách, ai cũng như vậy. Ừ, ai cũng như vậy các bạn ạ.
Nên khó khăn là chuyện bình thường. Mình cho ký gửi đưa ra những lợi nhuận hợp lý cộng sự thuyết phục tạo điều kiện hợp tác thì khách hàng sẽ hợp tác ngay. Đúng rồi, chính xác là như thế, bởi vì sale ấy là mình phải thiết kế được chính sách. Và spa và nhà thuốc là một kênh tốt, bởi vì cái số lượng đại lý này nó rất là nhiều, cái số lượng nhà thuốc bây giờ nó cực kỳ nhiều luôn. Mình tìm những cái nhà thuốc mà có cái khả năng bán tốt, mà cũng ưu điểm là nhà thuốc lại là hầu hết là phụ nữ bán hàng, thì mình rất là dễ thuyết phục, mình rất là dễ thuyết phục. Đấy. Để có thể đưa, và mình làm cái tiêu chuẩn thấp nhất cho họ thôi, nhập một đơn thấp nhất, và đơn đấy nếu không bán được trong thời gian bao lâu đó thì mình có thể nhận lại. Tất nhiên là sản phẩm nhà mình là có nhiều cái lợi thế, nhất là về chất lượng và cái độ tin tưởng, độ an toàn. Đấy là cái rất là mạnh, và có chứng nhận tất cả mọi thứ là an toàn, và cái quá trình phục vụ khách hàng đã cho thấy rằng là sản phẩm là cái độ gọi là nó gọi là độ ổn định. Cái độ ổn định là tốt, tôi đánh giá độ ổn định là tốt, vì từ nhiều năm nay là sản phẩm không có vấn đề gì cả, không gây ra những tác dụng phụ, nó không giống những cái sản phẩm đều kém chất lượng khác. Và đặc biệt là nếu các bạn là người làm sale trực tiếp thì các bạn lưu ý giúp tôi có bốn thứ cần phải học. Một là về sản phẩm, phải học kỹ về đấy, sản phẩm của mình, sản phẩm của đối thủ. Hai là các bạn phải học về khách hàng spa lớn khác, spa nhỏ khác, khách hàng tiệm thuốc khác, phải học. Mà cách học tốt nhất đấy là đến gặp nó 3 4 thằng và sẽ nói cho mình biết là mình sai ở đâu. Thứ ba là mình phải xây dựng chính sách, tiếp cận linh hoạt. Họ không có lòng tin, họ không có vốn thì cho họ ký gửi, nhưng thu tiền mấy ngày hôm sau hoặc 1 tuần 2 tuần đấy, lại tiếp tục là qua đấy hỏi họ. Rồi mình có thể là gì ạ, có những cái tờ rơi tờ bướm để treo tại cửa hàng của họ, thậm chí là họ nhập một đơn hàng bao nhiêu tiền đấy, mình có thể chạy quảng cáo cho cái tiệm thuốc đấy của họ ở cái khu vực đến 4 5 km. Thậm chí là mình có thể mời họ đến đây để được dạy về sale, mình đưa họ vào nhóm để dạy về sale để họ có thể bán được nhiều thuốc hơn, bán được nhiều mỹ phẩm hơn, rồi đưa nhà thuốc của họ lên online được. Mình phải chơi cái bài là ông mất cái chân giò, bà thò chai rượu. Cái đấy cũng là những cái cách để mình sale các bạn nhé. Đấy thì trả quay lại với cái chốt chốt cái vấn đề, cái câu hỏi của bạn Trần Quyên là đưa vào spa và đưa vào hiệu thuốc, thì lợi thế là spa rất nhiều, hiệu thuốc rất nhiều, cái số lượng đấy, rất nhiều. Nhưng mà nhược điểm thì là họ bản thân spa, họ và hiệu thuốc họ có nhiều cái sự lựa chọn. Thế nhưng mà chúng ta sẽ phải nghiên cứu về khách hàng như tôi nói, nghiên cứu về đối thủ, nghiên cứu về sản phẩm, và chúng ta đặc biệt là chúng ta phải tung ra một bộ chính sách phù hợp với cái nhóm này từ phía của công ty. Chứ còn nếu mà các bạn sale nhỏ lẻ thì sợ rằng đi thuyết phục là hơi khó. Chính sách đổi trả, chính sách cho ký gửi, rồi thì hỗ trợ về marketing, hỗ trợ về bán hàng, vân vân, rất là nhiều thứ. Thì tôi tin rằng là các bạn sẽ có cái hiểu biết để các bạn đi tiếp cận. Và nhớ rằng là việc tiếp cận này là rất khó khăn. Cái lời từ chối nó sẽ thường trực ở trên trên đầu môi của khách hàng. Hãy tin tôi đi, lời từ chối thường trực. Nhưng chúng ta kiên nhẫn, chúng ta trò chuyện, chúng ta đặt vấn đề là ông mất cái chân giò, bà thò chai rượu. Nếu bạn hợp tác với chúng tôi thì bạn được 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 được, được như thế này. Thì họ sẽ thấy không có rủi ro gì, họ sẽ làm. Cứ trả lời tuần tự như tiến các câu hỏi của họ. Sản phẩm này là gì? Thương hiệu ở đâu? Rồi thì có chứng nhận an toàn không? Đấy, rồi thì tất cả những cái vấn đề liên quan đến giấy tờ về y tế có không? Thế rồi thì bán thì lợi nhuận là bao nhiêu? Làm sao để bán? Đúng không? Có hỗ trợ gì cho chị không? Trả lời như thế, đưa thành bộ chính sách đến thuyết phục là được. Đến thuyết phục là có cơ hội. Nhưng mà phải có sự chuẩn bị, đúng không? Ok nhé, quyền chân nhé. Ok.